Ây dậu, xin chào quý vị và các bạn đã trở lại với kênh youtube của mình nha Thì trước là một học tập làm về vui vẻ các bạn đây Thì ngày hôm nay là ngày uh, mùng 1 tháng 2 rồi Thì uh, nhân dịp đầu xuân năm mới thì mình xin chúc các bạn một năm mới an khang thịnh vượng đều đạt nhiều thành công nha mọi người ơi <laughs> Thì ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn nhận trang phục Một trong sáu trang phục hoàn toàn miễn phí nha mọi người Ở trong sưởng quà Moren Thứ nhất thì uh, nhiều bạn rất nhiều bạn máy yếu đúng không thì nó sẽ không hiện lên một cái bảng để các bạn nhận đâu đây mình sẽ ra đây cho mọi bạn xem mình sẽ bật lại cho mọi người xem nha mọi người à. mọi người mọi người đợi một chút nha đây nhiều bạn máy yếu trước khi các bạn vào nó sẽ không hiện cái bảng sử quà qua modern cho bạn thì bạn là không thể biết được đó là sự kiện gì đó thế nên các bạn cứ vào hoặc là đây nha, một số bạn thì máy yếu nên là nó sẽ không hiện do các bạn không cập nhật tất cả các gói tài nguyên. Hai là do các bạn ấy, quá nhanh nhẹn, quá nguy hiểm mọi người, quá nhanh quá nguy hiểm đâu mọi người ơi. Đó, nhiều bạn là rất ấy, như mình này, mình vào thì không hề hiện cái bảng nha. Bây giờ mình thoát ra và lại lần nữa đi. Kiểu như là nhiều khi là cái nhiều khi là mạng nó lát ấy, thế nên là vào nó không thể nào nó hiện các bảng cho các bạn. Để các bạn đã một chút thì các bạn cứ thoát ra và lại cho đến bao giờ mà nó hiện cái bảng cho các bạn nha như mình khuyên các bạn thì các bạn hãy nên vào wifi này đó chứ không nên vào mạng đấy bắt nhờ wifi đâu nên nhà bạn nào có nhà bạn nào có wifi tốt còn nhà bạn nào không có wifi có thể là sang nhà bạn một chút để có thể là hiện cái bảng ôi trời ơi, mình hiện tại bây giờ mình không hiện bảng này <laughs> đợi một chút nhá khó ghê nhở Thế tại sao mà giờ lại không hiện bảng nó cho mình bực mình mấy bọn gà rán này ghê bực mình lắm anh em ạ đó Bây giờ mọi người đợi một chút trời ơi, bực mình quá thoát ra vào lại giờ nha mọi người đợi một chút vừa nó hiện cho mình giờ mình làm clip cho các bạn nó lại không hiện nữa <laughs> rất là bực mình luôn mọi người đợi một chút nha để mình vào lại xem nó như nào nha hiện tại là lần, thứ ba mình vào rồi mà nó không hiện cái bảng cho mình thật là bực mình đúng không? <laughs> bạn vào các bạn gặp thực ra là cái bảng này khi có sự kiện thì phải có cái bảng này thì các bạn mới biết được sự kiện như nào nha đây hiện tại bây giờ là mình đã nhận được cái bảng này rồi ok điểm danh đó hiện cái bảng này nhiều bạn là vào nhận sự kiện đấy đúng không các bạn từ từ bây giờ mình mở cái này xem được cái gì đã ý mảnh tướng các bạn cứ toàn kích 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 có nghĩa là các bạn chuyên môn bấm cái dấu tích này ra là không cần biết là đây là sự kiện gì ta không cần biết ta chỉ cần vào game nhanh <laughs> đó thế khiến như các bạn không thể nào biết sự kiện thực ra mình làm Clip này thì rất nhiều bạn biết thì nếu bạn nào biết thì thôi. Còn mình làm cho những bạn nào mà không biết để gọi là tránh bị lỡ cái sự kiện nha mọi người. Đó, nhiều bạn không thông cảm mình bảo là mày làm cái clip này để gọi là uh, sàm các thứ nhưng thực ra không phải đâu. Đó mọi người. Ơi. Rất nhiều bạn cần đến cái này. Đó thì trước mặt mọi người là cái dương xưởng quà Moren. Thì nó sẽ hiện cái bảng này cho mọi người. Thì thứ nhất là mọi người sẽ kích hoạt như nào? Mọi người sẽ bấm vào phần từ mình sẽ hướng dẫn các bạn kích hoạt sau nha. Thì nó sẽ hiện như này không? Các bạn muốn hiện cái bảng như này xuống quả model này, có hai cách các bạn hiện cái bảng này. Thứ nhất là các bạn sẽ thoát ra và lại, và cách thứ hai thì các bạn phải bấm vào đây mọi người ơi. Cách thứ hai thì đơn giản hơn. Thật thật mình đúng không? Gà rán không cho vào cái uh, góc xuống uh, quả model ở ngay bên cái chỗ uh, sổ sức mạnh 10, 14 này cho các bạn dễ nhìn đúng không? lại phải cho vào phần sự kiện này. Thì các bạn phần sự kiện nó còn không thông báo rồi mọi người ơi. Đó, nếu mọi người muốn kiểm tra sự kiện này thì các bạn hãy bấm vào phần sự kiện. Đó thì uh, sướng quà Moren sẽ bắt đầu từ ngày mùng 1 tháng 2. Có nghĩa là ngày hôm nay cho đến ngày 14 tháng 2 là các bạn có tầm khoảng uh, 14 ngày để các bạn làm sự kiện nha bạn ơi. Đó, thì bây giờ mình sẽ bấm vào phần, các bạn sẽ bấm vào phần uh, sự kiện này, xong các bạn sẽ bấm vào phần xem ngay nha. Thì uh, nó có sẽ cho các bạn trong 6 vị uh, 6 trang phục thì các bạn sẽ bấm vào phần kích hoạt. Đó, cho các bạn chọn một trong 6 trang phục này. Thứ nhất là trong cái trang phục này thì các bạn lên chọn những trang phục nào? Thứ nhất là các bạn nên chọn trang phục nam tước, uh, mắc hiệp sĩ nhí và trang phục thám tử tư nha, đi đi thám tử tư. Tại sao mà các bạn lại không chọn ba trang phục này, trang phục Tợ Săn tiền thưởng, lưỡi Đặc cảnh, hay là trang phục đoạn lạc tiên sứ? thì lý do tại đây nha mọi người. từ từ mình kích hoạt cho các bạn xem nhé, các bạn chỉ cần bấm uh, bấm vào đây, các bạn kích hoạt thôi. đó, tùy các bạn thôi. đây sẽ ra đây mình cho các bạn tại sao các bạn lại không chọn ba cái trang phục. các bạn sẽ bấm vào phần tướng nha các bạn sẽ bấm vào phần đổi mảnh <laughs> đó các bạn sẽ bấm vào phần đổi trang phục nha mọi người ơi đây Laurel đoạn lạc thiên sứ và trang phục <laughs> violet lửa đặc cảnh giá cổ họng quá mọi người ơi nhưng vẫn cố nói cho mọi người và trang phục muda thợ săn tiền thưởng hiện tại bây giờ nó đang có ở trong đổi mảnh mọi người ạ thế nên là mọi người mình thì phần phần đổi mảnh này các bạn có thể là góp mảnh đâu ngày để các bạn có thể là nhận được cái trang phục này được đúng không còn cái sự kiện này thì thỉnh thoáng các bạn mới nhận được thôi mọi người ơi ừ. đó sự kiện này là sự kiện là uh, sống quán modern mùa năm này các bạn sẽ bấm vào phần thế nên là mình khuyên các bạn nên chọn uh, mắc hiệp sĩ nhí hay là trang phục uh, taxi nam tước thì trận uh, này mình uh, uh, nín ít cái mùa trước đấy cách đây một hai mùa trước ấy thì cũng có trang phục ní tham vinh rồi quang vinh rồi bây giờ mình sẽ là chọn taxi nam tước nha mọi người đó thì uh, mọi người sẽ bấm vào phần kích hoạt nó sẽ ra cho các bạn gọi trang phục luôn đấy mọi người ơi. thì trang phục này mọi người phải làm sự kiện đó trang phục này rất là đẹp luôn ok thì trang phục này mọi người làm sự kiện khi nào đủ 230 điểm thì các bạn mới có thể nhận được trang phục của nha thì mỗi các bạn hãy tham gia một trận đấu không kể gọi là máy hay là thường không tính à đâu không tính đấu máy đâu mọi người mọi người hãy nên đấu thường để cho nó tối ưu hóa những cái um, lần nhiệm vụ đây để tránh trường hợp mà các bạn gọi là không làm nhiệm vụ mỗi ngày thắng một trận đấu này mỗi tuần uh, mỗi tuần hoàn tất một trận tổ hợp mỗi tuần sử dụng một tướng pháp sư thế nên các bạn phải làm bốn nhiệm vụ như này đó <laughs> tiếp theo là về phần điệu nhảy này kích hoạt này đó điệu nhảy của vodet bấm rất dễ thôi và đây sao mệnh để ok cứ nhận thôi từ từ khoan đã mọi người nên nấu thường giúp mình nha tiếp theo cái này là cái gì đấy dương sứ mệnh mọi người à. không biết dương sứ mệnh này, nó có cái gì đây à, dương sứ mệnh này mình chưa biết là cái này nó nó là cái gì thì các bạn phải làm nhớ làm nhiệm vụ nha thực ra bây giờ nó cho các bạn chơi thử rồi cho các bạn thử trang phục này rồi nhưng các bạn nên nhớ là các bạn phải làm cái nhiệm vụ xong thì các bạn mới sở hữu được trang phục này là vĩnh viễn nha mọi người đó mọi người nên chú ý nha <laughs> đừng để cái cú lừa gà rán mà các bạn lại phải không không được trang phục nha rất nhiều bạn đó thứ nhất các bạn sẽ bấm vào dễ dễ thôi các bạn chỉ cần bấm vào sự kiện xong bạn bấm vào chỗ ơi, tìm góc bên trái màn hình có sửa quả màu đen các bạn bấm vào xem ngay là nó ra thôi mặc dù video mình hơi rườm rà một chút nhưng mà rất nhiều bạn mình làm cho những bạn nào mà không biết cái sự kiện này thôi chứ các bạn nào máy mạnh thì cũng nói làm gì nhưng bạn nào như rất nhiều bạn máy yếu thôi đấy bây giờ thứ nhất là trang phục thứ nhất là trang phục pháp sư của Daxi đây làm tước trang phục này khá là đẹp nha mọi người trang phục trang phục bậc A nha nó chỉ đẹp sau trang phục đồ đô đốc tinh hệ thôi tại vì đô đốc tinh hệ là trang phục bậc ép mà đó trang phục này là 159 con núi khá là đắt đó thì trang phục này mọi người nên đổi nha mọi người và taxi phiên bản này thì taxi bất ngờ tăng sức mạnh nhờ từ trang bị nha thế nên là mọi người hãy lên chơi lại taxi đi đó ok trang phục thứ hai là trang phục của Murat nha mọi người đó trang phục của Murat ấy đây trang phục Murat mọi người Trang phục Murad thợ săn tiền thưởng nha mọi người ơi Đây trước mặt mọi người trang phục Murad thợ săn tiền thưởng Thì trang phục này là trang phục cũng bậc A nha mọi người Đó Thì Murad vừa rồi được giảm sức Bị giảm sức mạnh Nhưng mà mình thấy là vẫn đang chơi Thứ hai là trang phục của Violet nữa đặc cảnh nha mọi người được Violet đâu Ý Violet của em đâu Violet của em đâu Đây mọi người Trang phục Violet nữa đặc cảnh này Cũng <laughs> đẹp nha mọi người Khá là đẹp nhưng mà trang phục của Violet này, này hay là Laurel Thì mọi người nên vào phần đổi mạnh Chứ mọi người không nên gọi là làm cái bộ đấy nha Mọi người nên Đó như là phần đầu tiên mình nó nói rồi <laughs> Giá thức của họng mọi người <laughs> Tiếp theo là trang phục của Nidit Nidid rồi đây đây trang phục của Nidid tháng thứ tư gì thì chỉ có gọi là 188 à, chỉ có 99 con Huy thôi trang phục nó cũng khá đẹp mọi người ạ đây nhiên là những bạn nào chưa có trang phục taxi thì các bạn nên đổi trang phục taxi. Và tiếp theo là trang phục của Mark rồi, à, đấu sĩ trang phục của Mark Hiệp sĩ nhí nha mọi người. Mở đợi mọi người đợi một chút để mình xem Mark ở đâu. Ở à đây Mark đây rồi. Kiểu như là bị lẫn đấy mọi người ơi. Đó, đây là trang phục Mark Hiệp sĩ nhí cũng chỉ có 99 con huy. Trong đây thì mình thấy là chỉ có mỗi trang phục của taxi là đắt nhất là 100 bao nhiêu con huy, 199 thì sao mọi người ạ? Tí mình ra mình xem lại nha đó đây là mắt hiểu suy nhĩ khá đẹp và tiếp theo là trang phục cuối cùng là trang phục của pháp sư Laurel đoạn lạc thiên sứ nha mọi người Laurel của tôi đâu đây Laurel đây đã chỉ có trang phục mấy trang phục này chỉ có chi chín con huy thôi mọi người chỉ có mỗi trang phục của taxi đắt nhất tôi thế nên là những bạn nào mà chưa có trang phục taxi thì các bạn lên chọn trang phục taxi nha mọi người rất là đẹp hoàn toàn đẹp nha mọi người đây trang phục taxi pháp sư, Đấy, Đắc sư đây taxi đây Uh, nam tước những 159 con quân huy cơ mà gậy trang phục đắt nhất thế nên là các bạn khuyên các bạn nên chọn trang thứ nhất là dành uh, ưu tiên cho darcy trang phục thứ hai thì các bạn dành ưu tiên cho Lindis thánh quang sư Lindis thám Thứ tư và trang phục thứ ba thì các bạn lên dành cho mark hiệp sĩ nhí nha còn ba trang phục mulad uh, violet hay là um, gì nhỉ hay là laurel thì các bạn lên vào phần đổi mạnh này nha nếu các bạn thấy video của mình bổ ích thì các bạn đừng tiếc một like đăng kênh và chia sẻ video giúp mình đó động lực về làm video hay hơn nha mọi người và chào các bạn hẹn các bạn video tiếp theo bye bye